Trưa ngày 7 tháng 11, Công an quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ người phụ nữ lái xe máy tông vào xe xích lô chở sắt dẫn tới tử vong. Trước đó sáng cùng ngày, người phụ nữ, sinh năm 1963, lái xe máy đi trên đường 3 tháng 2 hướng từ quận 11 về quận 10. Khi vừa qua tới giao lộ Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10 thì va chạm với xe xích lô chở các thanh sắt dài do người đàn ông, sinh năm 1963, đẩy bộ. Vụ va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Hiện trường xe xích lô chở các thanh sắt dài nằm chắn một phần đường. Các thanh sắt trên xe nhô ra phía trước và sau khoảng 1,5 mét. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.